phẩm Đội thiếu niên tình báo Bát Sắc. Tác giả Phạm Thắng. Nhà xuất bản Kim Đồng, ấn hành năm 2014. Trên khoảng đất bằng phẳng bên cạnh Hồ Gươm, đối diện tòa thị chính thành phố, có hai chú bé đang mải mê đánh bi. Người đi đường chẳng ai chú ý đến hai chú bé, và chúng hình như cũng không biết gì đến cảnh vật xung quanh, ngoài sự được thua cay cú của từng gián bi. Mỗi lần có tiếng còi ô tô, chúng đã đảo mắt nhìn sang tòa thị chính. Một chiếc xe hờm sơn đen bóng loáng phóng đến. Xe chưa đổ hẳn, thì cánh cửa đã bật mở. Một tên lính bảo vệ cầm súng tiểu liên xì ten nhảy xuống. Tiếp theo là một lão mặt mày phớp pháp, tóc chảy mượt, cắp cái cặp da bước xuống xe. Tên lính bảo vệ thứ hai chui ra khỏi ô tô, đứng ngay bên cạnh chiếc xe, tay lăm lăm khẩu súng. Mắt thì nhân nháo nhìn xung quanh. Lão phớp pháp bệ vệ bước vào cổng tòa thị chính. Tên lính cầm khẩu xì ten liền bám gót theo sau. Hai chú bé chụm đầu đếm bi, khẽ trao đổi. KBC-25, nó đấy, muộn hơn hôm qua. Tên bảo vệ còn đứng trực ở lại xe, chắc thằng cha sẽ ra ngay. Chiều hôm qua đuổi đến đâu rồi? Chợ Hàng Gia. Lão sụ này khôn thật, mỗi ngày lủi một đường. Lủi đâu thì rồi nó cũng phải về ổ chứ. Chờ tiếp đi, thấy hắn ra xe ta sẽ báo hiệu cho nhóm ở trên. Vào lúc đó, trên các ngã đường bờ hồ, Hàng Gai, Hàng Bông, chợ Hàng Gia, Đồng Xuân, Hàng Mã, đều có rải rác từng tớp trẻ bán báo, đánh giày, bán lạc sang, quanh quẩn đi lại. Hôm trước, chiếc xe hòm sơn đen mất hút ở quãng nào, thì hôm sau, chúng lại có mặt ở quãng đó. Như một vết dầu loang, từ khoảng đất đánh bi đến bên Hồ Gươm, lũ trẻ cứ chuyển dịch dần qua các đường phố, bám riết lấy lối đi thay đổi từng ngày của chiếc xe KBC-25. Sau 5 ngày, các chiến sĩ đội Z Công an quận 6 đã nhận được bàn giao tỉ mỉ của đội thiếu niên tình báo Bát Sắc, địa điểm nhà riêng của tên Trương Đình Tri. Việc thi hành án tử hình tên bán nước được chuẩn bị như một chiến dịch. Những người lãnh đạo công an Hà Nội nhìn thấy trước sự lồng lộn trả thù điên cuồng của kẻ địch sau cái chết của tên diệt gian lợi hại này. Kế hoạch hành động được xúc tiến khẩn trương nhưng thận trọng, tỉ mỉ, mở đầu bằng việc thực hiện chỉ thị mới của anh cả. Đó là rút bớt những đội viên Bát Sắc làm nghề lang thang trên đường phố. Cơ sở tiệm Lido, Hiệu Quốc Diệt tạm ngừng hoạt động. Kho y trong nhà đại quý Lâm Be thì thôi không nhập hàng. Phát triển thêm cơ sở ở phía nam, cách xa trung tâm thành phố. Bên dãy nhà lẻ phố Bạch Mai, nhìn chớ xa ngõ chùa Liên Phái mới mở ra một quầy hàng thuốc lá. Chủ nhân quầy hàng là một chú bé 13 tuổi, suốt ngày đội sùm sụp trên đầu một cái mũ nồi tím. Chú vừa hồi cư với người chị dâu. Hai chị em được ông bác họ, chị dâu chú bé giúp đỡ, nhường cho ở một góc nhà, đủ kê một chiếc giường nằm. Hai chị em chú bé thường được bà con dân phố xem là tấm gương về sự đùm bọc giữa chị dâu với em chồng. Họ bảo con cái mình nhìn gương của chị Cúc mà bắt chước, sớm khuya không một điều to tiếng, thương em chồng như em ruột. Chị Cúc tần tảo buôn bán, ngày nào cũng vậy. Sáng ra, khi chưa rõ mặt người, chị đã quăng gánh lên vai. Người ta chạy chợ ngày một chuyến, chị Cúc thì rủi rong đôi ba chuyến một ngày. Chị đón mua rau từ chợ Mơ, gánh bộ lên tận chợ Hôm để bán lẻ. Nhiều lần, ông bác họ phải kêu lên. Cháu làm lấy sống hay lấy chết mà ham thế. Vừa sức thôi cháu ạ. Thời buổi này, dễ ký ca ký cớp cho cọp nó xơi lắm đấy. Có ai thương người nghèo đâu, một hào giấu cặp quần chúng cũng không tha. Chị Cúc buồn rầu nói, cháu vẫn biết thế, nhưng phải lo dung đắp cho chú em, tội nó quá.
Chưa đầy một tháng, chị Cúc đã dành dụm sắm cho em một cái quầy hàng thuốc lá làm vốn. Trong chiếc tủ kính xinh xắn sơn xanh kê ngoài hiên nhà, các loại thuốc lá, diêm, xà phòng xếp thành hình tháp. Sát mặt kính là tấm lưới đan bằng chỉ ngũ sắc sặc sỡ. Trên mặt tủ bày vài loại kẹo, ô mai mơ, sấu, cam thảo. Một sợi dây gai rồng từ hiên xuống, buộc đung đưa chùm bóng cao su nhường màu. Chùm bóng này làm cho chú bé chủ hàng phải mất khá nhiều thời giờ để trả lời lũ trẻ đến hỏi giá. Chúng chỉ hỏi giá thôi, chứ không có tiền mua. Chú bé không tỏ ra khó chịu về chuyện đó. Trái lại, chú rất thích được trò chuyện với chúng. Chú có tài kể chuyện, chuyện cổ tích thánh giống, chuyện em bé hoàng khăn đỏ và con chó sói, rồi đến chuyện tấm cám. Chuyện nào chú bé kể cũng dí dỏm, hấp dẫn. Những ngày mưa gió, trẻ con đến chật ních nhà. Chú bé đội cái mũ nồi tím, ngồi ở giữa phản, bọn trẻ thì quây quần xung quanh. Những hôm đó chú kể chuyện tự vệ đến Tây hồi đầu kháng chiến, chuyện lính Tây mổ bụng người lớn, chặt đầu trẻ em, quăng vào lửa trong cái trận càn quét. Có lần đàn kể say sưa, chú bé ngừng lại hỏi các bạn. Các bạn có còn nhớ những buổi rước đèn năm xưa không? Khoái thật, trống ếch khua thả cửa. Bây giờ thì chán phèo, ra đường toàn những lính Tây là lính Tây. Cả đám trẻ ngồi im lặng, chúng nó thầm ước ngày vui mau trở lại. Để đánh tan không khí nặng nề, chú bé giơ tay với lấy lọ kẹo ở trên nóc tủ, chia cho các bạn và nói. Các cậu chén đi cho vui, nếu tớ mà không bị lỗ vốn, thì thể nào tớ cũng bảo chị tớ cho mỗi cậu một quả bóng, cho hẳn ấy. Bọn trẻ cùng cười thích thú. Thời gian cứ thế trôi đi. Lâu dần, chủ nhân của quầy thuốc lá trở thành người bạn không thể thiếu được của lũ trẻ quanh đó. Cậu chủ hàng nọ cũng vui thầm, chỉ ngồi nhà mà được biết ối tin tức xảy ra xung quanh. Một buổi sáng trước khi ra chợ, Cúc nói nhỏ chú em. 8 giờ có khách giao hàng, em cất hàng vào dải gạo, rồi phủ kính gạo lên trên. 3 giờ chiều, sẽ trao hàng lại cho một người đến hỏi thăm chị. Đặc điểm là... Chị Cúc thì thầm bên tai của chú bé. Ông bác từ nhà trong đi ra, chú bé nói giọng thản nhiên. Chị lo xa quá, em nhớ kỹ lắm rồi. Mấy tuốt cô Táp đã bán hết đâu, lấy thêm nữa để móc ra à? Chị Cúc lườm yêu chú bé, nhấc quăng gánh lên vai, quay lại nói với bác họ. Bác xem, nó dạy khôn cháu đấy. Ông bác của chị Cúc đã gần 60 tuổi, hàm răng trên đã rụng gần hết. Ông nói giọng phào phào như thổi lửa. Thằng bé nó khôn ngoan, dễ ăn hết phần chỉ mất. Ông cười khà khà, cầm đòn càn, một đầu cây đòn quấn bộn lên những dây thần, đi ra phố. Cây đòn ấy giúp ông ngày hai bữa cơm sao đạm bạc. Ông sống có một mình, làm nghề gồng gánh mướn cho thiên hạ. Bà con dân nghèo gọi ông là gồng. Chú bé đang ngồi phòng mồm để mà thổi quả bóng cao su, thì một chú bé đánh giày ghé vào. Bán cho tớ gói mít. Nhìn đường phố vắng, xung quanh không có người đi lại, chú bé nói như reo. Tưởng ai, hóa ra đằng ấy. Đứa bé đánh giày cười, chiếc sẹo trên môi run run. Tâm Bạch Biến, cánh lang thang chúng tớ nhớ cậu lắm, nhận hàng đi. Bây giờ Tâm mới để ý, chiếc hộp nánh dài của Nhã sẹo sao hôm nay to hơn một cách khác thường. Nhã đảo mắt một vòng, rồi nhanh nhẹn cạy dưới đáy chiếc hộp ra, đưa cho Tâm một chiếc bánh chưng to và một chiếc bánh giò. Lá bọc bên ngoài luộc chín bóng bảy mỡ. Quà ở ngoài quê gửi ra cho chị em cậu đấy. Tâm đỡ lấy món quà nặng trịch trịch, rồi cất dội vào gầm của tủ thuốc lá. Chú trao cho Nhã gói thuốc mít, thản nhiên đòi tiền. Đồng rủi, tiền luôn đấy. Đết ai chịu mà chắc lép. 3 giờ chiều, một người phụ nữ dáng thon thả trong tấm áo lụa dài màu hoa cà, xách chiếc làn mây trắng,
dừng chân bên quầy thuốc lá. Vừa thấy người phụ nữ, Tâm đã suýt nữa bật reo lên. Cô giáo Hải! Nhưng chú đã kìm hãm được tình cảnh bộc phát đó. Đúng là cô giáo Hải rồi. Chiếc mũi dọc dừa xinh xinh trên khuôn mặt trái xoan hồng hào. Chính cô là người đã dạy cho Tâm biết đọc, biết viết. Ở lớp học bình dân phố nhà rượu, ai cũng biết cô là cô giáo viên trường tiểu học Công Ích. Một cô giáo hiền lành, yêu quý học trò, không bao giờ mắng phạt em nào. Bây giờ cô là người của ta ư? Người phụ nữ chuyển chiếc làn mây từ tay phải sang tay trái, rồi dùng tay phải vịn vào góc tủ thuốc lá. Tâm nhìn ngón giữa của bàn tay ấy, lấp lánh một chiếc nhẫn mặt ngọc xanh biếc. Chị Cúc có ở nhà không em? Không ạ, chị cháu đi bán rau. Chị có gửi quà về cho cụ nhà không? Thưa cô, có ạ. Lại bánh chưng giò lụa chứ gì? Thưa, dẫn món ấy thôi ạ, bà cháu thích ăn lắm. Thấy các mật hiệu liên lạc đều ăn khớp, Tâm trả lời và nhanh nhẹn vào nhà lấy quà đưa cho người phụ nữ. Cất bánh và giò vào làn mây, người phụ nữ trao cho Tâm cuộn giấy nhỏ bằng ngón tay. Chào chú, rồi uyển chuyển bước đi. Búi tóc sau lưng của người phụ nữ đung đưa theo nhịp bước. Tâm ngồi xuống ghế bên quầy thuốc lá, nhìn theo cô giáo Hải, lòng lâng lâng sung sướng. Trên mặt trận thầm lặng này, có biết bao lớp người cùng tham gia đánh giặc cứu nước. Trẻ con, người lớn, ông già, bà lão, thanh niên, phụ nữ, đủ cả. Mọi lớp người lại có bao nhiêu loại giàu nghèo, nghề nghiệp khác nhau. Chị Cúc là một người phụ nữ nông dân chân lắm tại bùn. Chồng chị vừa hy sinh ở mặt trận Việt Nam học xá ít hôm. Chị đã gửi con cho mẹ già trong nơm, lên đường công tác. Nhìn vành khăn trắng trên đầu của chị, Tâm thấy ngại ngại lo lo. Chú tưởng nỗi đau của chị khó dơ đi. Sống như một người chị dâu xa lạ, lúc nào trên nếp mặt cũng rầu rĩ tan tóc. Liệu chị em có hòa hợp để mà làm tốt nhiệm vụ hay không? Chỉ sau vài ngày gần chị, nỗi lo ấy của Tâm đã tiêu tan. Chị Cúc thức khuya, dậy sớm, khâu quần áo mới cho Tâm, lo cho Tâm từ đôi dép, tấm chăn ấm, chiếc màn ngủ, đến những đồ dùng lặt vặt khác một cách chu đáo. Chị được chăm chút như chăm đứa em bé bỏng. Tâm không thấy có gì ngăn cách với chị. Tâm thương chị như là một người chị ruột. Bạn đồng đội của Tâm, đứa là học trò cũ, đứa chuyên nghề bán kem, đánh giày, bán lạc, bán báo trước đây. Có đứa là con công chức, có đứa là con nhà nghèo, bố làm phu quân giác, mẹ đi buôn đồng nát. Nhưng tất cả đều thân nhau như ruột thịt. Khi bắt tay vào làm nhiệm vụ thì gắn bó keo sơn, sống chết vui buồn, nguy nan có nhau, cùng nhau chia sẻ gánh vác. Hôm nay, Tâm gặp lại cô giáo Hải. Tuy không được công khai chào cô cho thỏa lòng, song chú đã hiểu thêm một điều mới mẻ. Trong hàng ngũ kháng chiến bí mật, có cả trí thức, nhà giáo, nhà buôn, cùng với thợ thuyền, nông dân, dân nghèo, hợp thành một khối. Hà Nội đã bị giặc tạm chiếm, nhưng trong lòng dân, dẫn hướng về kháng chiến, căm ghét quân thù cướp nước, quyết tâm đánh lại chúng. Tâm rút ô kéo đựng tiền ở quầy hàng, khẽ ấn ngón tay út vào góc trong cùng. Một mảnh gỗ bật lên. Chú bỏ vào tầng dưới của chiếc ngăn kéo có hai đáy, cuộn báo cáo mật của cô giáo Hải vừa trao cho. Vũ khí giấu trong bánh chưng giò lụa được chuyển đến tay của chiến sĩ Xét đúng theo ngày quy định của kế hoạch hành động. Việc điều tra nhà ở riêng của tên Diệt Giang đầu sỏ cũng đã hoàn thành. Hắn đã phải đền tội xứng đáng. Quận ủy chuyển lời nhiệt liệt khen ngợi đến từng đội viên bát sắc. Kẻ địch hoang mang, điên cuồng khủng bố. Để làm rối thêm cuộc điều tra của địch và cổ vũ tinh thần nhân dân hậu địch, quận ủy tiếp tục trao nhiệm vụ mới cho đội bát sắc. Đó là cắm cờ tổ quốc lên đỉnh của tháp rùa. Ngồi trong căn buồng chật hẹp, sặc mùi khói bếp và bộ hóng của nhà hộ sinh Thái Hòa,
Hoàng Quyên sung sướng đọc đi đọc lại một tin của báo Ngày Mới vừa đăng ở trang nhất. Lúc 3 giờ chiều ngày 10 tháng 10 năm 1947, bác sĩ Trương Đình Tri, Chủ tịch Hội đồng An dân Bắc Phần, nhà riêng ở số nhà 63 Cổng Đục, vừa lên xe để ra khỏi tòa thị chính, thì bị hai tên lạ mặt núp ở sau gầm cầu chạy ra, ném lựu đạn vào trong xe, hung thủ trốn thoát. Hồi 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, bác sĩ đã thở hơi thở cuối cùng. Diệt Minh đã ném hai quả lựu đạn vào xe của bác sĩ, một quả nổ và một quả cháy. Bác sĩ đã bị cháy xém ở chân tay, nhiều mảnh lựu đạn trúng vào bụng, vào ngực. Thượng sứ cao ủy Bolaet đã thân chinh đến nhà thương, thay mặt Pháp quốc tặng cho bác sĩ bắt đầu hội tinh ngũ hạng. Tờ báo còn đăng một bài có đoạn viết. Có thể nói, hai hung thủ giết bác sĩ Trương Đình Tri đã tẩu thoát một cách ung dung, nhàn hạ, gần như người đi ăn tiệc về. Dân chúng nơm thấy đều tảng lờ đi, im lặng. Không một người nào chịu cất miệng hô hoán, bắt lấy nó. Xem bài báo, Quyên cứ mỉm cười một mình về cái chuyện bắt đầu bội tinh ngũ hạng, tặng tên Diệt Giang đã chết và rất thích thú, khâm phục phong thái ung dung của hai chiến sĩ đội danh dự của công an. Cùng với niềm vui rộng ràng của chiến công, Hoàng Quyên càng lo lắng thực hiện nhiệm vụ mới. Cắm cờ tổ quốc lên đỉnh của tháp rùa, đó không phải là việc đơn giản. Vì phía bên này Hồ Gươm là tòa thị chính, ngày đêm túc trực 4 tên lính gác. Góc bên kia bờ hồ là bó cảnh binh hàng trống. Từ 10 giờ đêm, giờ thiết quân luật, tụi cảnh binh luân phiên đi tuần suốt đêm quanh bờ hồ. Cái khó này có thể vượt qua được, nhưng chọn ai để mà trao nhiệm vụ? Hoàng Quyên nhẩm đếm trong óc, thầm gọi tên từng đồng đội. À, phải rồi, chức lém. Quyên thầm reo lên. Với chức lém, nhất định cờ tổ quốc sẽ tung bay giữa hồ Gươm. Quyên nhớ lại một chuyện về cái tài bơi lặn cùng với sự khôn ngoan can đảm của chức mà cả đội bác sắc đều biết tiếng. Hồi làm liên lạc ở ban chỉ huy tác chiến liên khu 1, chức nhận nhiệm vụ là chuyển một báo cáo rất khẩn từ liên khu ra ngoài. Đêm ấy mưa rét cắt ruột, gió sông Hồng quật nước mưa như ném gai vào mặt. Trời tối xòe tay không nơm rõ ngón. Dài khóa chiếc xăm ô tô làm phao, chức len lỏi vượt qua các ổ gác của giặc, ngược chiều gió ra bờ sông đến chỗ đã định. Chức cởi quần áo buộc lên đầu, nhẹ nhàng lội xuống làn nước giá buốt. Chú đặt phao, nằm lọt vào giữa, rồi khoát tay lái con thuyền kỳ lạ, thả mình trôi theo dòng sông Hồng cuộn chảy. Sắp tới gầm cầu Long Biên, thấm lạnh, hai hàm răng của chức thi nhau gõ nhịp. Muốn ho quá, cổ họng như cứ có kiến đang bò. Chú tự nhủ. Cố nhịn, cố tí nữa là qua khỏi cầu. Nhưng không xuôi, chức bật lên mấy tiếng ho cộc lóc. Phao từ từ trôi ngang cầu. Bọn địch đi tuần ở trên cầu lia đèn pin loang loáng. Đã thế, con chó bẹt rê khốn kiếp còn chỏ cái mỏ xuống sông trù tréo như bị chọc tiết. Lũ giặc sinh nghi, dừng lại, tập trung đèn pin chiếu xuống mặt sông để mà tìm kiếm. Thấy cửa phao có thể bị lộ, chức bình tĩnh cắn thủng phao cho xì hơi, chìm xuống, còn mình thì lại bơi đứng lơ lửng giữa dòng. Ánh đèn pin lìa đến chỗ cái đầu của chức nhấp nhô thì tụ lại. Không chần chừ, chức gân cổ sủa lên một tràng dài. Gâu, 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 gâu. Tiếng một tên lính ngụy la ó. Ê, có chó trôi dưới sông chúng mày. Bắn đi. Đứa khác hòa theo. Chức buông mình lặn xuống thì ba tiếng súng nổ. Băng, băng, băng. Chú nghe tiếng lục bục của đạn sói xuống nước. Chức ngồi lên, giường cổ kêu oẳn oẳn. Một hồi thê thảm, rồi lại chìm nghiễm xuống lòng sông. Tụi giặc ở trên cầu cười hô hố đắc thắng. Ít giây sau, chiếc lém nhô lên phía bãi giữa, trong tay vẫn nắm chặt cuộn báo cáo bọc giải sơn, quần áo trôi tuột hết. Mờ sáng về tới sở chỉ huy mặt trận,
toàn thân của chiếc tím bầm lạnh ngắt. Hoàng Quyên lẩm bẩm. Chức, đúng là chỉ có chức, nhưng phải thêm một cậu nữa giúp sức và cảnh giới. Quyên quyết định chọn Tâm Bạch Biến, một tài nổi tiếng có đôi mắt nhìn đêm rất là tinh. Một kế hoạch chi tiết với dự kiến phân công theo nhiều phương án, tình huống khác nhau đã được hình thành nhanh chóng trong đầu của Hoàng Quyên. 10 giờ đêm hôm ấy, Tâm rời cái cửa hàng thuốc lá nhỏ nhoi của mình từ Bạch Mai lên Hồ Gươm. Dọc đường, chú phải lẩn tránh hàng chục lần những toán cảnh binh đi tuần. Đi người không đã khó, đằng này đến một địa điểm đã định, chú phải cầm theo một cây sào dài ngoẵng và một cuộn dây thừng to tướng. Lại còn có bó truyền đơn cuộn tròn bằng cái bắp chuối. Đến nhà Goda, chiếc lém đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Chức háo hức được làm một việc mà chú từng mơ ước từ cái buổi mò tôm hôm đầu tiên trở về Hà Nội. Hai chú bé lẫn trong bóng cây gian bờ hồ, lẳng lặng đi ngược lên phía trên. Chức nhìn trước nhìn sau, rồi lấy ra từ ngực áo lá cờ đỏ sao vàng khổ rộng. Hai chú nhanh nhẹn lồng cờ vào cán, buộc dây cẩn thận. Công việc tiến hành thầm lặng trong đêm khuya, nhưng tâm hồn của các chú thì sáng rực một niềm vui lớn. Được vinh dự cắm ngọn cờ tổ quốc lên đỉnh của tháp rùa giữa lòng Hà Nội tạm chiếm. Chức khẽ bảo với Tâm. Cậu đứng trên bờ quan sát. Nếu bọn đi tuần đến và có nguy cơ bị lộ, cậu cứ nện lựu đạn thẳng vào chúng rồi rút lui ngay. Còn thì đừng lo gì cho tớ ở dưới hồ, tớ đã có cách. Tâm hiểu tài bơi lội của chức. Chú gật đầu nói với bạn, giọng bình tĩnh. Cậu cứ yên trí, tớ sẽ chấp hành đúng chỉ thị của ca hai. Chức cởi quần áo buộc lên đầu, tay nắm chặt cán cờ, rón rén lội xuống mặt hồ. Trời tối như mực, mưa phùng lất phất bay, gió thổi hung hút. Nước ngập đến đùi, đến bụng, dần dần ngập đến cổ. Chức dương cao ngọn cờ, bằng động tác bơi đứng thành thạo, chức nhẹ nhàng di động đến về phía tháp rùa. Đuôi lá cờ đã bị bàn tay của chức túm giữ lại, nhưng cứ trượt sổ tung ra sức múi lượn. Mặt nước nổi lên bền những đám rác rìu và bọt bẩn. Chức khẽ khoát tay, dồn những đám rác ấy lại thành một khối, đẩy trôi từ từ về phía trước, làm vật cản che khuất cho mình. Mùi hôi từ đống rác nổi trên mặt nước khiến cho chức khó chịu, suýt bật hắt hơi. Chú thoáng nghĩ nhanh trong đầu. Sau ngày giải phóng, nhất định phải dọn dẹp, tu sửa lại cho Hồ Gươm thật lộng lẫy mới được. Bơi đến bờ cỏ chân tháp rùa, như một con sóc, chức nhảy lên thảm cỏ và thoăn thoắt trèo lên ngọn tháp. Những đường nét cong trên đỉnh của tháp rùa chỉ có giá trị về nghệ thuật kiến trúc cổ xưa, chứ hoàn toàn chẳng thể giúp ích gì được cho việc buộc chiếc cán cờ vào đó. Chức cố dựng cán cờ lên, gió lại làm xiêu đi. Đành phải treo cờ hơi ngã một chút. Chức vừa nghĩ, vừa buộc đi buộc lại nhiều lần. Cuối cùng, ngọn cờ đã đứng vững một cái thế tung bay đẹp nhất. Từ trên đỉnh tháp rùa lộng gió, chức dương thẳng người, giơ tay làm động tác chào cờ, rồi nhanh nhẹn tuột xuống. Bốn bề vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Chức bơi lẹ vào trong bờ, khua mặt nước long lanh ánh điện thành những vệt sáng lăng tăng trước mặt. Vừa tới bờ, một toán cảnh binh đi xe đạp lướt qua. Thằng nào cũng đội mũ sùm sụp, che kín áo mưa, lùi lủi đi như những bóng ma. Chờ cho chúng đi khuất, từ trong gốc cây, Tâm Bạch Biến chạy ra ôm chầm lấy chiếc lém, mừng rơi nước mắt. Chú lau khô người cho bạn, giúp bạn mặc quần áo và sau đó lặng lẽ chia tay mỗi người một ngã. Trên đường Hàng Bài, Hà Nội, từng tập truyền đơn trong tay của các chú tung bay trắng xóa mặt đường. Truyền đơn kêu gọi đồng bào thủ đô ủng hộ kháng chiến, đình công, bãi chợ, không hợp tác với giặc Pháp. Truyền đơn báo tin vui ta thắng lớn trong chiến dịch diệt Bắc, đánh tan mấy ngàn quân địch. Truyền đơn giác ngộ anh em binh lính ngụy quay súng bắn vào đầu kẻ thù, mang vũ khí về với kháng chiến. Sớm hôm sau,
Tâm đi tàu điện từ Bạch Mai lên bờ hồ, tận mắt xem kết quả hành động đêm trước. Người đi quanh bờ hồ sáng nay đông hơn, vui hơn mọi ngày. Ai cũng liếc nhìn một cách trìu mến, kinh ngạc về phía tháp rùa. Nhiều người dừng hẳn lại, như muốn thấy rõ sự thật hay chiêm bao. Tâm nghe rất rõ tiếng xì xào bàn tán của những người Hà Nội. Các anh ấy mới treo đêm qua. Thảnh thật, có khác gì cắm cờ giật mình lên mũi ông sếp bốt hàng trống. Cờ to thế mà mấy anh ấy cắm được lên đỉnh tháp thì quá là giỏi thật. Cờ của ta đẹp quá. Lòng Tâm bồi hồi xúc động và sung sướng. Bọn địch chở cano đến thả xuống hồ. Chiếc cano mang theo lũ cảnh binh, nổ máy lành bạch, lượn quanh tháp rùa mà không dám lại gần. Mấy thằng nằm rạp xuống lòng cano, lấy sào dài khua đập đập tung tung vào bờ cỏ. Tâm thầm nghĩ trong bụng. Đồ nhát như cấy, chúng tao có gài mìn đâu. Nghĩ vậy, Tâm lại thấy tiếc. Ừ, giá như đêm qua, được mang theo một ít thuốc nổ, mìn chẳng hạn. Tụi cảnh binh đứng trên bờ trợn mắt quát tháo, xua đuổi đồng bào. Chúng nó muốn bịt mắt mọi người, không cho nhìn thấy lá cờ, tượng trưng cho linh hồn cuộc kháng chiến thần thánh cứu nước của dân tộc ta đang dần bay trước gió lộng. Mãi đến gần trưa, kẻ thù mới hạ được lá cờ xuống. Nhưng bóng cờ thân yêu của ta còn in đậm mãi trong tim mỗi người con Hà Nội. Trong một ngày, thực dân Pháp mất hai tên tay sai đắc lực. Đó là vào 3 giờ chiều tại Hà Nội. Trương Đình Tri, một trong những tên cầm đầu đảng Đại Việt, chủ tịch Hội đồng An dân Bắc Phần bị đền tội. Đến 6 giờ tối tại Sài Gòn, công an xung phong kết liễu đời tên Nguyễn Văn Sâm, một tên đầu sỏ, chủ tịch Mặt trận Quốc gia Liên hiệp Nam Kỳ, vừa mới sang gặp Bảo Đại tại Hồng Kông để về lập chính phủ bù nhìn. Bè lũ bán nước hoang mang, lo sợ. Âm mưu thành lập chính phủ tay sai của thực dân Pháp có nguy cơ bị phá sản thảm hại. Chúng nó cuống cuồng chống đỡ dư luận, thẳng tay đàn áp, khủng bố nhân dân. Thắng lợi gian dội phá tan cuộc hành quân lớn của địch lên chiến khu diệt Bắc của quân và dân ta, tạo thành luồng sinh khí mới tràn đầy niềm tin tất thắng trong cả nước. Trên các chiến trường, quân ta chuyển dần sang thế chủ động, liên tiếp mở nhiều trận đánh vào các đồn bót lẻ. Chiến tranh du kích dùng sau lưng địch phát triển điều khắp vững chắc. Công tác phá tệ trừ gian sôi nổi, liên tục, kết hợp chặt chẽ với cuộc đấu tranh của đồng bào chống Bắc phu, Bắc lính, chống đuổi dân dồn làng, lập giành đai trắng, dựng ấp trụ mật. Kẻ địch đã bớt hung hăng, chủ quan, ngạo mạn. Từ chỗ muốn đánh mau, thắng mau, thì bị lạc vào thế trận mê hồn của chiến tranh nhân dân, buộc chúng phải tính đến chuyện đánh lâu dài. Cuộc chiến đấu chống giặc trong Hà Nội bị tạm chiếm, diễn ra muôn màu muôn vẻ và sôi nổi hơn bao giờ hết. Truyền đơn của Việt Minh xuất hiện ở khắp các đường phố, công sở, xí nghiệp, trường học, bến sông, bãi chợ. Lựu đạn nổ trong phòng thông tin của Tràng Tiền, ở bốt nhà binh đầu cầu, làm hàng chục tên bỏ mạng. Người Hà Nội kể cho nhau nghe câu chuyện kỳ lạ. Truyền đơn Việt Minh kêu gọi lính địch phản chiến, lọt cả vào trong túi áo của những tên lính Lê Dương Pháp đang đi ngoài phố. Sở Mật Thám Liên bang và cơ quan phòng nhì Hà Nội lồng lộn như đĩa phải dôi. Khu trại giam trong nhà thờ Liễu Giai chật ních những người tình nghi bị bắt. Suốt ngày đêm, lẫn trong tiếng chuông giống giả là những tiếng rên la, tiếng thét của người Hà Nội bị tra tấn cực hình. Thiếu tá Sắc chưa hài lòng với số người bị bắt hiện tại. Hắn còn hạ lệnh bắt nhiều nữa, thà bắt oan còn hơn để lọt diệt minh. Đối với bọn hắn, mạng Trương Đình Tri không có nghĩa lý gì. Nhưng cái chết ấy đã để lại hậu quả tai hại, đó là khơi sâu thêm hố ngăn cách giữa chúng với lũ tay sai người bản xứ. Điều làm cho đầu óc của Sắc căng thẳng tột độ là cái chết của Trương Đình Tri
có liên quan gì đến hoạt động của tên Z7 nào đó hay không? Và Z7 là ai? Phải chăng đây là đầu mối của tất cả? Nếu bà kế và Michel Dần, một trong hai người này là Z7, thì cần đề phòng khả năng công an Nhật Minh có thể thủ tiêu để bịt đầu mối khi bị bại lộ. Rồi đến việc Michel Dần bị kẻ nào đó ám sát hụt hôm nọ là thế nào? Kinh nghiệm cho hắn thấy chưa có trường hợp nào tình báo cộng sản giết lẫn nhau để bịt lỗ rò. Đó là điều khác hoàn toàn so với phương thức hoạt động gián điệp của phương Tây và Hoa Kỳ. Nhưng biết đâu chẳng có ngoại lệ. Vậy thì phải làm gì lúc này ngoài sự bắt bớ ồ ạt? Rắc dỗ dỗ tay lên trán, hắn xô ghế đứng dậy ra cửa sổ và kéo mạnh tấm màn cuốn lên. Vì hắn có thói quen nhìn ngắm thiên nhiên mỗi khi cần phải tập trung suy nghĩ như thế. Những âm thanh trong trẻo từ bên ngoài ùa vào tai hắn. Gió xào xạc thổi lay động cành lá. Chim ríu rít gọi bày vui vẻ. Từ một ngọn cây ngang tầm cửa sổ, một con chim non chập chững bay chuyền. Chim mẹ rượt theo kêu chim chíp như lời động viên âu yếm. Hình ảnh đẹp đẽ ấy bỗng gợi lên trong tâm địa của tên thực dân cáo già một âm mưu nham hiểm. Đôi mắt xanh lè của hắn nhấp nháy liên hồi. Chim non rời tổ, chim mẹ bay theo. Hay lắm! Nếu Michel Dần và mấy thằng bé bồi bàn trong cùng một tổ chức như bà kế đã tố giác, thì việc bắt đi một đứa bồi bàn sẽ lập tức rung động đến toàn bộ mạng lưới. Vậy chỉ cần bắt một thằng là theo dõi bọn còn lại, dò xét thái độ của Michel Dần ra sao, thế là chắc chắn lần ra được điểm nút. Jack lại tiếp tục say sưa tự lập luận cho diệu kế của hắn. Còn cái thằng sắc lơ thân, nếu là Diệt Minh thì nó sẽ giả vờ bình thản, cố nại Marie Thúy cho nó ở lại bằng được. Cấp trên của nó không cho phép nó chạy trốn khỏi một cơ sở lý tưởng như thế khi chưa có dấu hiệu bị lộ hoàn toàn. Còn như nó là một thằng bé mồ côi thật sự thì sẽ cuốn lên vì sợ liên can, bắt mẹ nuôi phải mang đi tạm trốn. Tất nhiên Marie Thúy sẽ nghe theo đứa con nuôi mà bà ta hằng yêu quý. Chỉ cần bắt đúng một thằng. Đúng, bắt. Để đảm bảo hoàn toàn bí mật và bất ngờ, sắc chờ đến tối thì mới gọi điện thoại cho Sở Hiến Binh. Alo, Sở Hiến Binh, tôi, thiếu tá phòng nhì Sắc, cần gặp ông đội Cốc Sơ. Đầu ống nghe dẫn ra một thứ giọng lơ lớ như ngạt mũi. Kính chào quan thiếu tá, tôi, đội Cốc Sơ chờ lệnh. Chào ông đội, ông nhận lệnh đặc biệt, sớm mai, dùng xe mui kính bất ngờ ập đến tiệm Lido, bắt một thằng bé bồi bàn. Ông cần chú ý, bắt cái đứa mà húi tóc cao dựng đứng, có cái nốt ruồi đen ở bên mép phải. Đừng làm huyên náo ầm ĩ. Chủ tiệm mà có hỏi thì chỉ cần trả lời mang nó đi trình diện. Ông đội rõ chưa? Thưa thiếu tá, giải nó về đâu? Nhà thờ Liễu Giai. Xin tuân lệnh quan thiếu tá. Rắc đặt ống nghe xuống, miệng huýt sáo vang lên. Thiếu tá Sắc không ngờ cú điện thoại vào lúc chập tối của hắn đã bị tóm gọn. Hắn định minh rằng công an Diệp Minh còn phải chạy đua kỹ thuật một thời gian dài nữa mới có thể làm nổi chuyện đó. Hoàng Quyên tiếp nhận tin trên của Z7 qua đường dây Ben khẩn cấp. Tâm trạng của chú rất đổi lo lắng. Tính mạng của đồng đội và sự an toàn của mạng lưới tổ chức bí mật đang bị đe dọa nghiêm trọng. Sự đe dọa ấy nhích dần từng phút, từng giây. Liệu có còn kịp thời gian loan báo cho nhóm bồi bạn Lido và Sắc Lơ Thân hay không? Các cậu ấy sẽ đối phó ra sao trong tình huống hết sức hiểm nghèo và bất ngờ này? Hoàng Quyên suy đoán. Đây là chiến thuật chặt một mắt xích của Sắc. Thằng cha nham hiểm thật. Hắn chọn bắt dứt lén. Đứa sắc sảo nhất bọn là có dụng ý. Hai cậu bồi bàn còn lại mà mất bình tĩnh, cuốn lên xin thôi việc. Cũng như Sắc Lơ Thân lại nặng nặc bám lấy mợ nuôi,
tức là mất mưu thâm của hắn. Còn nếu sau khi chức bị bắt, việc hầu bàn cứ hầu bàn, sắc là thần tìm cách tạm lánh như một đứa trẻ hèn nhát, thì mọi việc sẽ im thấm. Quyền hiểu rằng thần chưa đủ sức phán đoán sâu sắc âm mưu của kẻ thù, nhưng chú tin rằng Marie Thúy không đời nào dám để cho sắc là thần ở lại trong nhà mình dù là một ngày. Tuy rất tin ở sự mưu trí và lòng dũng cảm sẵn sàng hy sinh của đồng đội, song Hoàng Quyên càng nghĩ càng thấy áy náy không nguôi. Vượt lên thời gian, chiến thắng âm mưu thâm độc của kẻ thù, chờ đợi là thất bại. Lời căn dặn của anh cả ngày nào vang lên thôi thúc Hoàng Quyên. Chú dùng dậy bước ra sân. Trên trời vô số những vì sao nhấp nháy, như bao nhiêu ánh mắt long lanh đang soi rọi, thẩm xét lương tâm của Hoàng Quyên. Bỏ mặc đồng đội trong cơn nguy hiểm là hèn nhát, vô trách nhiệm là đầu hàng kẻ thù. Người đảng viên cộng sản không được phép khoanh tay trước bất cứ một khó khăn nào. Chuông đồng hồ trên nhà điểm 9 tiếng. Thị Ngọ đã ngủ từ lâu, còn một giờ nữa mới thiết quân luật. Không chần chừ thêm một giây phút, Hoàng Quyên lắng nghe động tĩnh rồi nhón chân ra cổng. Chú Mại Miết bước gấp về phố chờ đuổi. Ở đó, bà lão bán bánh khúc thường xuyên túc trực tới đêm khuya, sẵn sàng chuyển mọi tin tức khẩn cấp đến các cơ sở bí mật trong thành phố. Chỉ cần báo cho thủ đen biết là chiếc lém sẽ bị bắt vào sớm mai, các cậu bồi bàn còn lại phải hết sức bình tĩnh và tiếp tục công việc một cách bình thường. Báo cho thần bột đề phòng mọi bất trắc, tránh tình cảm ủy mị với mợ nuôi, tranh thủ thuyết phục Marie Thúy, tìm thế có lợi nhất cho hoạt động tiếp tục sau này. Hoàng Quyền vừa đi như chạy, vừa suy nghĩ rất lung cách đối phó với sắc, bảo vệ an toàn cho cơ sở và đồng đội. Từ xa, Hoàng Quyên đã nghe vọng lại tiếng rau trầm trầm của bà lão bán bánh. Ai bánh khúc nóng ơ? Buổi sáng hôm ấy, thần xách bị thức ăn từ chợ Đồng Xuân về nhà. Vừa đi, chú vừa nghỉ công việc chiều nay theo chỉ thị của ca hai. Phân tán tất cả tài liệu mới nhận hôm trước, không để sót lại thứ gì ở trong kho. Chú băn khoăn tự hỏi, chắc phải có chuyện gì đây mới có lệnh thanh toán kho như vậy. Kẻ địch đã phát hiện được chăng? Đầu của chú hình thành một kế hoạch giao hàng an toàn cho từng cơ sở. Chú bước gấp. Qua tiệm Lido, nhìn lên tầng trên, thần bỗng giật bắn mình. Chiếc màn đăng ten che cửa sổ bị xoắn lại. Báo động. Bị lộ rồi, các cậu ấy có thoát không? Vì sao bị lộ? Mình có bị phát giác không? Nên về nhà hay là trốn luôn? Nếu quả bị lộ, thì Marie Thúy sẽ đối xử với mình như thế nào? Thúy có dám đảm bảo cho mình không? Trốn luôn thì số tài liệu trong kho sẽ ra sao? Một chuỗi những câu hỏi hóc úa ấy cứ dồn dập, quay cuồng trong óc của thân. Chú trấn tĩnh, bước chậm lại, suy nghĩ cách đối phó. Nếu có chỉ điểm, thì ắt mình cũng đã bị lộ như các cậu bên tiệm Lido. Nhưng dễ gì chúng dám bắt ngay mình, dù sao mình cũng là con nuôi của một sĩ quan Pháp. Có thể chúng còn dò hỏi mình qua Lambert và Marie Thúy. Tình cảm giữa mình và Marie Thúy gắn bó là thế. Chắc Marie Thúy chưa thể nhẫn tâm nhắm mắt nộp đứa con nuôi cho mật thám được. Thần quyết định dứt khoát, điềm nhiên đẩy cửa bước vào nhà, giọng chú nhí nhảnh hồn nhiên. Mợ ơi mợ, hôm nay cải bắp hạ giá rồi mợ ạ. À. Thần chưa dứt lời, Marie Thúy đã chạy ra, mặt tái xanh nhợt nhạt. Thúy kéo thần vào trong nhà, khóa trái cửa lại. Thần giờ ngơ ngác, sửng sốt. Có chuyện gì thế mợ? Marie Thúy nói lạc cái giọng. Thần ghê gớm quá, tôi không ngờ thần lại là người của kháng chiến. Một bạn của thần bên tiệm đi đô vừa bị bắt mang đi. Họ sang đây nhìn ngó một hồi rồi bỏ đi. Tôi sợ rồi người ta cũng sẽ bắt cả thân nữa. Thân giờ cướp lời Thúy, cãi lại. Sao mợ nói con thế? Chúng nói làm gì bên tiệm nhảy con nào biết được.
mợ không tin con nữa ư? Hay mợ lại nghe ai rồi? Không phải là tôi không tin Thân. Ngay từ đầu, tôi đã biết Thân là một em bé tốt bụng và rất khác người. Bây giờ, Thân có thể nói thật với tôi hay không? Dù sao, Thân cũng khó có thể ở đây lâu được nữa. Làm bè về là càng nguy cho Thân và cho cả tôi. Thân có cần tôi giúp đỡ gì không? Câu sau cùng, Marie Thúy nói nhỏ dần. Hai tròng mắt đỏ hoe. Ngừng động ở đó nỗi thất vọng, lo sợ và bất lực. Nghe giọng nói và nhìn nét mặt của Marie Thúy, Thân thấy có khả năng tranh thủ tình cảm để xoay chuyển tình thế có lợi nhất cho mình. Chú nói. Nếu con vẫn được mợ thương, thì con xin nói là con không dính líu gì đến bọn bên tiệm nhảy. Con không làm gì để mợ phải sợ. Con chỉ là đứa bé mất cha, mất mẹ, bơ vơ khổ cực. Con mong mợ hiểu, mợ thương và đứng ra đảm bảo cho con. Nước mắt Marie Thúy trào ra, ướt đầm hai má. Thúy nói thều thào như ướm nặng. Không được rồi, có lẽ lúc này người ta vẫn còn đang rình rập ở ngoài kia. Nguy lắm. Tôi chỉ là một người đàn bà yếu đuối, không quyền thế, thì làm sao mà đảm bảo cho Thân được. Tôi sợ lắm. Biết tình hình khó xoay chuyển, Thân cắn chặt môi, đứng im lặng giây lát. Phải có quyết định mau chóng lúc này và phải tạm thời rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Marie Thúy chỉ có thể là một người ít nhiều có tấm lòng tốt, nhưng chưa phải là người dám hành động. Khi sự việc xảy ra, đe dọa cuộc sống của Thúy, tất nhiên Thúy chỉ còn nghĩ đến phận mình trước hết. Thấy Thân đứng im lặng, Marie Thúy càng bối rối, không tự chủ được mình. Nỗi lo sợ của Thúy dồn từ hai phía lại. Nếu để Thân bị bắt, mình sẽ bị kháng chiến trừng phạt. Nếu cứu thoát Thân, thì tất mình sẽ bị liên lụy theo. Cặp mắt của Thúy nhòa lệ, hết nhìn Thân, thì lại nhìn làn thức ăn ở trên bàn. Một ý nghĩ ghê sợ dục thoáng trong óc của Marie Thúy. Mất thằng bé, tất cả lại như cũ. Hiu quạnh, buồn tủi, cô độc. Thân đột ngột lên tiếng, cắt ngang luồng suy nghĩ của Marie Thúy. Con biết là mợ rất hoảng sợ. Con cũng biết là nếu như ở đây thì sẽ làm cho mợ lo phiền, mặc dù con chẳng có tội tình gì. Mợ giúp con tạm lánh ở đây ít ngày, sau khi yên ổn thì con lại trở về với mợ. Marie Thúy run run giọng. Thế tôi phải làm cái gì bây giờ? Mợ đưa con đi, như những lần mợ con mình đi chơi trước đây. Đi cùng với con được một quãng rồi mợ quay lại. Sau này mợ có thể nói với người ta, vì con hư đốn nên mợ đuổi đi. Nghe Thân nói, nước mắt của Thúy càng giàn giụa. Thúy luống cuống, hết mỡ lại đóng tủ, không biết lấy thứ gì. Thúy quờ chiếc lược ngà định chải tóc, nhưng lại quay ra thay áo. Biết chắc Thúy sẽ nghe theo lời của mình, Thân nhanh nhẹn bước vào phòng riêng. Chú nghĩ đến kho tài liệu và chiếc lò than đang cháy rực ở dưới bếp. Ít phút sau, trên đường bờ sông, một chiếc xe xích lô bon bon lăn bánh. Trên xe, một người thiếu phụ còn trẻ, đẹp, ngồi chung với một chú bé, cả hai nét mặt đều buồn sầu. Sắp đến nhà bác cổ, thiếu phụ dúi vào tay chú bé tờ giấy bạc 500 đồng. Chú bé từ từ đẩy tay, trả lại thiếu phụ. Chú bé nói nhỏ trong tiếng thở dài. Mợ cầm lấy, con không cần đến tiền đâu. Về đến quê, con đã có bà rồi, mợ ạ. Thiếu phụ hiểu rằng chú bé nói vậy là để tránh sự chú ý của người đạp xe xích lô đối với cuộc chia tay bất đắc dĩ này. Thiếu phụ nhét tờ giấy bạc vào ví, nước mắt lưng tròng. Xe xích lô từ từ đổ, chú bé bước xuống, vẻ mặt buồn buồn nói với người thiếu phụ. Con sang đò ngang ở quán này cho tiện. Mợ về đừng có buồn, cho con gửi lời tạm biệt cậu. Thôi con đi nha. Chú bé bước đi thoăn thoắt, rắn rỏi. Chiếc xe cũng lập tức quay lại, đem theo người thiếu phụ và tiếng khóc nức nở.